Em vui vẻ hòa đồng, mọi người nhận xét em là nhiệt huyết trong việc, cũng dễ gần. Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nhưng mà cũng biết kiềm chế anh. Em thấy chị bên đây rất là dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh trọng hướng đến. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ gặp ngay cặp đôi thứ hai. Rồi, bắt đầu. Mời. Rồi, xin mời nhà gái. Mời đi em. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. À dạ, đầu tiên em xin gửi lời chào tới hai MC duyên dáng của chương trình là chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, cùng chào với em, bạn bên kia và mọi người ở trong khán phòng ngày hôm nay cũng như các bạn xem đài. Em tên là Lê Hoàng Việt Hà, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em vừa mới tạm dừng công việc nhân viên xuất khẩu tại một công ty để theo đuổi một cái ước mơ khác của mình nữa. Cụ thể là cái ước mơ của em là em sẽ làm gì? Dạ, tại vì em hiện tại thì cũng đang trau dồi kiến thức về chuyên môn cũng như là về ngôn ngữ, ngoại ngữ của em một xíu. Tại vì nó chưa được tốt lắm. Rồi, mời bạn trai. Dạ, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả trường quay, chào anh Bằng bên kia. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Trọng, em năm nay 26 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương và công việc hiện tại của em là cố vấn dịch vụ trong hãng xe hơi ở Bình Dương. Em nói về thế điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Về điểm mạnh của em thì em là một người thân thiện, hòa đồng, biết lắng nghe và chia sẻ với lại bạn bè. Điểm yếu của em thì nói chung người em hơi dễ xúc động một chút nên là cũng hơi dễ khóc. Vậy hả? Dạ vâng. Còn em trai? Về điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng, mọi người nhận xét em là nhiệt huyết trong việc, cũng dễ gần. Là em cũng biết một số tài lẻ. Tài lẻ là gì? Em biết hát anh, tính tí xíu tặng bằng nữ. À tí xíu luôn ha, dạ. Ok. Em có tật xấu gì không vậy? Chồng. Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nhưng mà cũng biết kiềm chế anh, sợ máu. Bên đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Cho tới bây giờ thì em cũng chưa trải qua mối tình nào, Lý do? Lúc đi học thì em lo học. Còn sau khi đi làm thì em đi làm ở dưới Long An. Thì ở dưới thì mọi người hầu như cũng đã lập gia đình hết rồi. Nên là nói chung là em cũng không gặp ai rồi. Còn bên kia thì sao em ơi? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình nữa. Mối tình đầu tiên của em là thời cấp 3. Mối tình thứ hai của em thì cũng được 3 năm. Nhưng mà hai bên cũng chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nhưng mà giờ, từ thời điểm đó tới giờ là cũng chưa có mối tình nữa. Mấy năm rồi? Cũng từ 27 tới giờ rồi. Thôi, chào chị. Chào em. Dạ. Bạn này cũng vậy là thủy. Bạn này yêu sớm lắm á. Bạn 26 tuổi, bạn có một mối tình 3 năm đúng không? Dạ. Bên đây á, là bạn chưa có mối tình nào luôn. Đó, cho nên hôm nay nhà gái tôi hơi thắng thế chút xíu nha bạn nha. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào, nói với bà mối có giống bên kia không? Thì hình mẫu lý tưởng của em thì cao 1m55 trở lên được rồi. Mình cao nhiêu cưng? Giờ tầm 1m50 thôi. Dạ, da trắng, tóc dài. Da trắng luôn, tóc dài luôn. Dạ, do là mẫu người của gia đình là biết trên biết dưới rồi chị. Em có bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ chắc tầm cũng được 70. Chị thấy là 80% á. Dạ. Còn em thì sao? Em muốn cái mẫu người lý tưởng của em. Tại vì em cũng hơi thấp nên là em muốn bạn trai của em cũng cao hơn một chút. Và cũng cao hơn em nhiều mặt trong vấn đề khác nữa. Có gì là cũng giúp đỡ em. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 65 vậy. Mấy 65 vậy là ngon rồi, người ta cao hơn em tới 15 phân rồi. Rồi cái điểm gì mà em không thích ở người con trai? Dạ, em không thích một bạn nam hút thuốc với lại có những cái tật xấu như là bài bạc á chứ. Dạ, có bài bạc có hút thuốc không? Dạ không chị. Rộng lượng một chút. Bạn có rộng lượng không bạn? Dạ rất là không phán chị, con trai mà. Dạ, cũng hơi lạnh và có sự lãng mạn trong tình yêu. Có lãng mạn không bạn? Dạ có chị, em người sống tình cảm. Có hết á, tôi nãy giờ tôi nghe ảnh nói thôi nhưng mà tôi cảm nhận là ảnh có đó, phải không ông? Có. Thôi, anh thấy bên đây ổn đó. Còn em trai? Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Hay càm ràm. Càm ràm phụ nữ là phải càm ràm rồi. Tôi không bao giờ càm ràm nghe Linh, tôi nói cho Linh biết. Càm ràm gì? Tôi không bao giờ có chuyện đó. Em có càm ràm không? Dạ không. Sao cái càm ràm của người phụ nữ là xuất phát từ cái người đàn ông. Không bao giờ mà tự dưng người ta càm ràm hết trơn trời. Người ta đâu có bị mắc bố đâu mà tự dưng người ta càm ràm. Trời, phụ nữ càm ràm rất là dễ thương. Dạ. Ổn rồi đó, bây giờ làng gái đi với ai nào? Hôm nay em đi có mợ dì,
Chị họ em một số bạn với lại bạn đồng nghiệp. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hằng Vân. Kính chào các anh chị có mặt trong trường quay và chào em Trọng. Dạ. Dạ. Hôm nay đến như đây là hy vọng là cháu sẽ tìm được phân nửa của mình. Và hy vọng luôn là các cháu sẽ tạo cho nhau điều kiện để mà tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Dạ. Dạ, bạn nam này nhìn cũng hiền và dễ thương. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn đồng nghiệp và ba người bạn thân của em. Chia sẻ thêm là hai bạn này là cũng từ chương trình bản quen họ ra. Số trời là tập 557 gì nữa. À, hai bạn này là... Ờ, đúng rồi. Nhớ cái cô gái massage cho chàng trai không? Đúng không em gái? Nãy giờ nhìn thấy hai đứa sao rồi? Dạ, lời đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả và chào đàn gái bên kia. Nói giờ nè, hai đứa giờ đang sao rồi? Sống sao nè? À, dạ thì cũng ổn, cuối năm có. Sau bao lâu thì cưới ta, hai dạ, đứa? Dạ, cuối năm nay. Cuối năm nay cưới hả? À. Hôm nay bấm nút khoảng lâu nhiêu rồi ta? Em, lúc đó em quay hồi tháng 10. 557 đúng rồi? Dạ, lúc em Vân mới, lúc đó chị mới làm đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Coi như cuối năm cưới ha. Dạ. Vậy chúc mừng hai đứa nha. Đúng rồi, chúc mừng hai đứa. Sao mà tụi em đưa người này tới đây vậy? Dạ thì em thấy anh Trọng cũng ế quá. Xong kỳ em với anh Hiệp mới thúc ảnh lên. À. Cũng đánh tư tưởng dữ lắm. Ồ. Tới đây là cũng giống như hai nó luôn đó em. Dạ, dạ. Em cũng hy vọng với anh. Rồi bây giờ góp ý đàn gái chút xíu nào. À, em thì em thấy chị bên đây rất là dễ thương. Nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh Trọng hướng đến. Thì lên đây đã cái duyên rồi. Thì giống như em với anh Hiệp thôi, cũng là một cái duyên. Thì mình cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau trước. Nếu mà được thì mình tiến tới, còn không thì cũng là một người bạn với nhau. Ủa em rồi được massage thường xuyên không? Dạ thì cũng lên được tầm 3-4 kg rồi. Ôi, sung sướng ghê nha, mặt mãn nguyện với sợ. Tháng 10 tới nay đó. Ừ. Rồi thôi chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, nhớ báo tình tụi anh sớm. Bây giờ mở rào đi. Mở rào. Chào em, anh có món quà tặng em. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Đứng đó nè, đưa gấu đó tôi. Có món quà. À, anh mở được không? Dạ được ạ. À, cái ví à. Cái ví hả? À, cảm ơn em. Bây giờ Trọng nãy nó hát tặng bạn gì đó, làm luôn đi. Thì đến đây em cũng tặng bạn nữ một bài hát tựa đề là Chỉ Vậy Thôi ha. Em mượn tay. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ. Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào. Sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giằng hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui. Hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Đứng đứng đó chưa? Bên nhà gái mình làm cái gì đi chứ để đừng có để bị thua cưng. À dạ, em nhảy một điệu nhỏ thôi ạ. Dạ vâng ạ. Chắc tay sáng quá. Vậy được rồi. Đó, cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Mở đầu thì em thấy anh sao? Tuần đầu tiên á. À, nhìn anh cũng rất là thân thiện quá, dễ gần à. À, em có thích đi du lịch không nhỉ? À, em cũng rất thích đi du lịch, đi đây đi đó. Có thích biển không?
À dạ thích ạ. Anh thì thích đi du lịch mà kiểu như đi phượt á, phượt mình đi tới đâu mình dừng đó mình... kiểu trải nghiệm đúng không? Ờ à, đúng rồi. Em có dễ nóng tính không nhỉ? À, cũng thi thoảng thôi, nói chung là có những chuyện gì nó vượt quá chịu đựng của mình thì em cũng sẽ hơi nóng tính một chút. À, có ghen lắm không? À, tại vì thật ra thì em cũng chưa có yêu chưa ai bao giờ nên là cũng thôi, nhưng mà anh thì lúc nào cũng chủ động được rồi, nhưng quan trọng là em khi nào em rảnh thì anh có thể gặp được. À, dạ vâng ạ. Bình Dương với Sài Gòn cũng không xa lắm, nhưng mà anh cũng ngại xa, chỉ cần có lý do thôi. Thì em nghĩ mình bao nhiêu đứa là đủ nha. Em cũng thích có nhiều con một chút. Nuôi nổi không Trọng, quan điểm nó đồng ý không? Được chị. Được ha. Cỡ nào cũng được chứ. Nếu như mà em muốn tìm một bờ vai để tựa, để một tìm một người để che chở, hay là một tìm muốn tìm một bến đỗ an toàn, thì anh có thể là có thể làm cho em không cảm thấy giọng nếu mà chọn anh. Vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng ạ. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mời rồi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Điếm mà. 1 2. Ba. Hết thời gian. Khó bấm. Làm tôi hồi hộp quá cô gái ơi. Tôi hồi hộp với cô quá. Rồi nắm tay nhau đi. Đó, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Thủ tục đầu tiên. Chúc mừng.